Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai nha. Em tên là Ngọc Bích, em ở Lai Dung, Đồng Tháp. Hôm nay em có một số hoa giấy ngũ sắc và một số hoa giấy gốc mới, gốc giấy Mỹ ghép nhiều màu mới ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 07 06 961 085, cũng như là số Zalo của em nha. Trong clip này rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ nhà vườn em ha. Đầu tiên thì em vô cây số 1, cây ngũ sắc ha cô chú anh chị. Đợt rồi cô chú anh chị hỏi em tông lùn nhiều á, hôm nay em về được nhiều cây ha. Cô chú anh chị xem nha. Đầu tiên là cây số 1, cây ngũ sắc. Đoài đủ 5 màu hết ha. Màu đỏ, màu trắng quốc hồng, màu cam, màu vàng, màu hồng sắc pháo. Màu đủ hết 5 màu ha. Các mắt ghép này thì đã được nối liền lại với nhau hết rồi. Đế này đế sổ luôn nha. Độ sổ của nó là, độ sổ của cây là 35 ha. Cây có độ khó khăn đưa lên đó nè cô chú anh chị. Đế rất là quái ha, đế sập luôn. Phơm tàn rất là dày đặc ha. Rồi mã số 1 này cao 1,5 m, tán ngang 1,4 m, hoành là 18. Mã số 1 là 850.000. Giá này giá em bao ship toàn quốc ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Giấy thì cô chú anh chị yên tâm ha, giấy thì em bao sống cho mình trong vòng 2 tháng luôn ha. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cái này dán quá ha. Phơm tàn rất là dày đặc luôn ha cô chú anh chị. Cái này là đủ 5 màu hết ha. Phơm tàn rất là kín nha. Kê rất nhiều đợt kê rồi mới được phơm tàn kín về. Củ đế thì cũng rất là đặc ha. Đế sập luôn. Rồi mã số 2 này cao 1,45 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân là 18. Mã số 2 em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Giấy trong quá trình ship thì nó sẽ rụng bông và lá một số nha cô chú anh chị, nhưng mà rất là mau phát triển lại nha. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc. Tông này là tông cũng lùm ha, tàn tán đây nè. Tán rất là tròn luôn ha, tàn tròn. Màu sắc thì đen lên ha cô chú anh chị. Bông bút nụ đen lên luôn. Màu sắc thì rất là sặc sỡ. Phơm tàn rất là đẹp ha. Cây này gốc vừa lùng lực luôn ha. Củ đế nè. Cái gốc nè, gốc củ rất là đặc luôn. Gốc sạch luôn ha cô chú anh chị, không có hẹo chày xớt gì hết ha. Rồi mã số 3 này cao 1,2 m, tán ngang 1,95 m, tán ngang 95, hoành là 22 ha. Mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Số 3, số 4 em được một cặp luôn ha cô chú anh chị. Cặp này chiều cao nó bằng nhau luôn. Rồi này cũng là ngũ sắc luôn ha. Đang búp nụ rất là nhiều luôn nha. Đây. Đang búp nụ. Phơm tàn rất là kín ha. Đều luôn. Số 3, số 4 này mình mua về trưng trước nhà rất đẹp luôn ha. Đây, củ đế nè, đế củ đặc luôn ha. Cây có độ khó khăn hơn xíu. Củ đế rất là đặc luôn. Rồi mã số 4 này cao 1,2 m, tán ngang 95, hoành thân là 21 ha. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc, khi ship ship luôn cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 5 là một cây tím tuyết nha. Tím tuyết gốc đế sổ luôn, gốc rất đẹp luôn. Tàn rất dày nha cô chú anh chị. Tím tuyết này tàn rất dày, kê rất nhiều đợt kê ha. Mặt hoa tím tiết thì nó có mùi hơi nhẹ nhẹ ha. Bông thì đen búp nên là chưa có gỗ hết nữa ha. Cây lá thì đen sung sức xanh tốt ha. Củ đế đế sổ luôn. Đế sổ này, cái đế này độ sổ của nó là 40 luôn ha. Đế sổ gắt quái nha cô chú anh chị. Dán là như dán bonsai vậy ha. Này về mình vô dây cũng được nha. Rồi mã số 5 cao 1,1 m, tán ngang 75, hoành là 20 nha. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu là 650.000. 650.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì ship luôn cái chậu. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cây tím tuyết luôn. Số 5, số 6 em được một cặp tím tuyết ha. À,
Mặt hoa tím tiết thì chiều chiều mình ra thì nó có mùi thơm nhẹ nhẹ ha. Bông nè. Bông này chơi được rất là lâu ha, lâu tàn luôn. Củ đế này, cây này cũng đế sổ luôn. Cái này nè, đúng là về cô chú anh chị mình mua này là được theo cặp luôn ha. Nè, đế sổ nè. Đế sổ này cũng tầm 30 luôn ha, 30 trở lên luôn ha. Cao 1m1, tay ngang 80, hoành thân là 18. Mã số 6 này 600.000, 600.000 giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 7 là một cây cẩm thạch ha. Cẩm thạch tim quế. Đây, cẩm thạch tim quế này à. Cái bông á nó ra rất là xiên luôn ha cô chú anh chị. Bông là mình chơi được quanh năm luôn. Mặt hoa của nó nè, rất là đẹp ha. Cái này cây là một cốt luôn ha cô chú anh chị. Đế thì đế sổ luôn ha. Đế sổ củ đặc nè. Cái này là có hẹo, lỗ nhỏ là có hẹo từ nhỏ ha. Nó hơi chạy gian xíu nhưng rất là cứng, không sao hết ha. Ở này nè, cây này nè, về cô chú anh chị mình vô dây á, mình vô mâm á, mình uống, mình uống ha, làm tàn dù rất là đẹp luôn ha. Dáng cây cực kỳ quái luôn ha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 38 luôn ha. Rồi mã số 7 này cao 1m2, tán ngang 1m, hoành 22. Mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo mã số 8 cũng là một cây tím cẩm thạch tím quế luôn. Này cây này cũng tông một cốt luôn ha. Cái cây này là tàn tự nhiên ha. Này về mình muốn vô dây cũng được. Phơm tàn rất là tròn luôn ha, kính nha cô chú anh chị. Thân thì thân một cốt gốc Mỹ luôn ha. Đế rất là sạch luôn. Này, đế rất lớn luôn ha cô chú anh chị, thân nè. Rồi cao 1m2, tán ngang 90, hoành 22. Mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 9 là một cây gốc dĩ Mỹ ghép với màu hồng ha. Màu hồng rất là ngọt ha cô chú anh chị. Đây, ghép với một màu hồng ha. Màu hồng nè. Rất là ngọt luôn. Các mắt ghép thì nó đã liền với nhau rồi, nó khô, nó tự bong băng keo luôn rồi cô chú anh chị. Ghép cây này rất là lâu rồi ha, nó tự liền với nhau rồi. Đế thì đế sổ luôn ha. Độ sổ của nó là 38. Đây, đế sổ rất là sạch luôn nha cô chú anh chị. Màu hồng ha, màu hồng này cũng giống mới nha cô chú anh chị. Phơm tàn cũng rất là kính ha. Nó tròn đều. Cao 1m15, tán ngang là 85, hoành thân 23. Mã số 9 này 600.000. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cây hồng và một ghép với một màu hồng gân là được hai màu ha cô chú anh chị. Cây này rất đẹp nha. Đây. Gốc đế sổ luôn ha. Này được hai màu, một màu hồng và một màu hồng gân. Hồng gân thì lên rất là đẹp. Màu rất là nổi luôn. Đế thì đế sổ luôn ha cô chú anh chị. Đế sổ gốc quá ha. Cái này nó do là vận chuyển xe á cô chú anh chị. Nó hơi chạy nhẹ xíu ha. Cái này đang liền da lại với nhau rồi, không sao hết ha, cứng hết. Gốc đế sổ quá luôn ha. Rồi mã số 10 này cao 90, ngang 90, hoành thân là 17. Mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 600.000. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo mã số 11 là một cây cẩm thạch tím quế, gốc này gốc bonsai. Cây dáng rất là đẹp ha. Cây này đã vô dây rồi ha cô chú anh chị. Cây này là mâm ha. Một mâm, được hai mâm ha. Dáng cây rất là đẹp.
cây đang lên búp nụ nè cô chú anh chị. Đây, màu tím quế nha, đang lên búp nụ nè. Lên búp nụ một cái là nhìn cái cây rất là đẹp luôn. Khi mà cây chỗ bông á, bộ đế nè, đế rất là quái luôn ha. Đế này có dáng là hơi bay ha cô chú anh chị. Đế sổ nè, dáng co lắc ha. Độ sổ của nó là 44 ha, cũ nè. Cũ ở đây là 62, em tính 60 thôi ha, tính trừ heo. Dán rất là quái nha cô chú anh chị. Dán hơi bay ha. Rồi mã số 11 này có chiều cao là 1m, tán ngang là 60, hoành là 25 ha. Mã số 11 này em cũng xin giao lưu là 950.000. Những cái dán cây như thế này đóng rất phí rất là cao nha cô chú anh chị. Đóng cái khung phải dê ra để bảo vệ mắt ghép á. Tiếp theo mã số 12 cũng là một cây cẩm thạch tím quế. Ghép đây nè. Gốc này gốc với Mỹ luôn ha. Cái này em vận chuyển xe, em đang ha keo ha cô chú anh chị. Nó đang liền da lại với nhau hết rồi ha. Chỉ có một lỗ nhỏ chỗ này thôi ha. Chứ ngoài ra củ đế rất là quái luôn nè. Đế rất là sạch luôn nè. Cô chú anh chị coi chi chân nè. Nó đưa ra nè. Dán rất là quái luôn ha. Dán cây số 11, 12 này cái dán nó cũng hơi bay nghiêng ha. Cái này cũng đã vô dây rồi. Hai. Mặt hoa nè. Cây thì đang xanh tốt nha cô chú anh chị. Đọt đang bắn tụt phượt rồi nè. Nụ đang búp búp nữa ha. Cây này là chưa có nụ ra, chưa có bông ha. Đang có nụ thôi. Cao 60, ngang 70, hoành 20. Mã số 12 này em cũng xin giao lưu là 900.000. 900.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo mã số 13 là một cây tím bướm gốc bonsai, đế sổ luôn ha. Cực kỳ quái. Cái này về cô chú anh chị này mình vô dây ha. Mình vô dây mình làm bonsai. Mặt hoa tím bướm nè. Phơm tàn cũng rất là dày đặc ha. Mặt hoa tím bướm rất là đẹp luôn. Độ sổ của nó là 44 luôn. Củ đế nè rất là quá nha. Rồi cao 85, ngang 75, hoành 20. Mã số 13 750.000. 750.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 14. Này, quá xá cây này rất là đẹp ha. Cây gốc lùng lực luôn. Cái này là tím bướm nha cô chú anh chị. Mặt hoa tím bướm nè. Rất là nổi luôn ha. Cây đang búp nụ nè. Phơm tàn rất là kín ha. À. Củ đế nè. Củ đế rất là đặc luôn ha cô chú anh chị. Củ đế là nó cuộn tròn lại với nhau luôn ha. Ở đây em đo là 66 nha. Quá sát cái củ đế nè. Củ đế sạch sẽ luôn, không có hẻo vết nha ha. Củ đế rất là sạch. Thân nè, thân nhánh cũng lớn luôn ha. Cây này về cô chú anh chị mình vô dây ha, làm bonsai ha. Rất là đẹp luôn. Mã số 14 này cao 90, ngang 80, hoành 23. Mã số 14 là 700.000. 700.000 là giá em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Giấy thì em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng luôn ha. Có gì thì cô chú anh chị liên hệ cho nhà vườn em. Tiếp theo mã số 15 là một cây gốc với Mỹ ghép với một màu tím quế. Là tím quế mà khi chỗ bông mà cô chú anh chị nhìn cái màu nó rất là ngọt ha. Đây. Cái tàn của nó cũng tròn đều nữa nè. Củ đế rất là lực nha. Đây nè. Củ đế nè. Rất là lực luôn. Đế rất là sạch ha. Không có hẻo vết gì hết luôn. Tàn nhánh ở trên đây cũng rất là lớn ha. Cái này đúng là gốc bonsai luôn. Rất là đẹp. Cây này có chiều cao 60, ngang 60, hoành 21. Mã số 15 này em cũng xin giao lưu là 700.000. 700.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 20. Ủa mã số 16 là một cây tím bướm nha.
cây một cốt, lâu lắm rồi mới về được một cây ha cô chú anh chị, màu tím bướm và một cốt như thế này ha. Đây. Tím bướm phơm tàn như là tàn dù vậy ha, mặt hoa tím bướm nè, rất là đẹp luôn. Phơm tàn em xây một vòng cô chú chị xem rất là kính luôn. Đây. Hăng thì hăng một cốt sập luôn ha. Củ đế rất là quái nha cô chú anh chị. Củ đế quái, đế rất là đặc luôn ha. Đây. Củ đế là xoắn xoắn với nhau luôn ha. Rồi mã số 16 này cao 1m55, tán ngang 95, hoành là 20. Cây à, dáng cây rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 16 này em cũng xin giao lưu là 900.000. 900.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 17 là một cây ngũ sắc ha. Ngũ sắc tông một cốt luôn. Ngũ sắc thì cho ra 5 màu. Ngũ sắc này về mình làm tàn dù rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái này đủ 5 màu ha. Màu hồng sắc pháo, màu cam, màu vàng, màu đỏ và một màu trắng phước hồng. Đây màu trắng phước hồng và màu đỏ bên đây. Phơm tàn rất là tròn mà kính ha. Đây. Vàng lá thì xanh tốt luôn. Thân thì một cốt. Một cốt sập luôn ha. Củ đế cũng sập luôn. Đế rất là quái luôn ha. Củ đế nè. Củ đế rất là quái luôn. Cao mét 6, tán ngang 85, hoành 21. Mã số 17 là 950.000. 950.000 giá bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 cũng là một cây ngũ sắc tông một cốt luôn. Cây này đủ 5 màu hết ha cô chú anh chị. Đây cây 17 và 18 là một cặp nha cô chú anh chị. Cặp này về mình làm tàn dù ha. Chân trước nhà rất đẹp. Mình vô khuôn á làm tàn dù rất đẹp luôn. Chiều cao nó cũng tương đối với nhau luôn. Cao 1m6. Tán ngang 1m, hoành thân là 15 ha. Đây, củ đế cũng sập luôn ha. Rồi mã số 18 này em cũng xin giao lưu là 850.000. Giá này em cũng bao ship toàn quốc ha. Khi ship, ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 19 là một cây hai màu ha. Một cây đỏ lửa, màu đỏ và một màu vàng ha. Hai màu dán nè, vàng thái và đỏ thái ha. Phơm tàn nè, rất là dày đặc ha. Này là một cốt luôn, một cốt uống lượng ha cô chú anh chị. Gốc nè, gốc rất là đặc luôn ha. Củ rất là đặc, đế rất là sạch luôn. Này là đế sổ luôn ha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 30 ha. Củ rất đặc luôn. Và mã số 19, cao 1,5m, tán ngang 1m, hoành 20. Mã số 19 thì em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cây tím tiết luôn. Phơm tàn rất là tròn luôn ha. Coi nè, đế sổ uống lượng ha. Đế này dáng này như dáng bonsai nha cô chú anh chị. Màu tím tiết ha. Phơm tàn rất là kính luôn. Tím tiết thì nó siêu bông mà chơi lâu tàn rồi. Đế sổ nè. Đế rất là quái ha. Đế sổ mà đế sạch luôn nha cô chú anh chị. Không hẻo vết gì hết ha. Rồi mã số 20, cao 1m05, tán ngang 75, hoành thân 16. Mã số 20 này em cũng xin giao lưu là 600.000. Tiếp theo mã số 21 là một cây tím bướm. Tím bướm này tông một cốt luôn ha cô chú anh chị. Gốc lùng lực nha. Mặt hoa tím bướm thì rất là đẹp luôn ha. Này. Các mắt ghép thì đã được nó liền lại với nhau rồi ha. Ghép rất là lâu rồi. Nó liền lại với nhau hết rồi. Này thân một cốt nè. Thân rất là già ha. Củ đế đặc luôn. Đế sạch ha. Không có hẻo vết gì hết luôn. Mã số 21 này cao 1m, tán ngang 80, hoành thân là 16.
Rồi cây tim bướm là số 21 này em cũng xin giao lưu là 600.000. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 22 là một cây ngũ sắc ha. Cây này nhỏ gọn nè. Cái này đủ 5 màu. Trắng phớt hồng, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu hồng sắc pháo. Đủ hết 5 màu ha cô chú anh chị. Phơm tàn à. Rất là dày luôn ha. Phần da này nó già quá, nó hơi chốc da xíu ha. Chứ trong thì rất là cứng luôn ha cô chú anh chị. Em bao cô chú anh chị mình 2 tháng luôn ha. Củ đế nè, đế rất là sạch ha. Đế rất quái luôn, hai cái mà nó ôm với nhau nè. Đế nhìn rất là quái luôn ha. Rồi mã số 22, cao 1m05, tay ngang 70, hoành thân 16. Cây ngũ sắc mã 22 này em cũng xin giao lưu là 450.000. 450.000 là giá bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 23 là một cây cam lửa. Tông một cốt luôn ha cô chú anh chị. Ủa cây này có hót khăn lên, hót khăn đưa lên 4 nhánh ha. Cam lửa. Màu rất là đẹp luôn ha. Màu bông thì đen lên. Cam lửa này màu bông nó rất là rực rỡ ha cô chú anh chị. Những màu lửa mà khi chỗ bông rất là rực rỡ luôn. Cây này có độ hót khăn ha. Cây nè. Củ đế thì rất là đặc luôn ha. Đế nó già nè, nó móc luôn, đóng gông nè cô chú anh chị. Củ đế rất là đặc luôn. Đế chảy dài ra đây luôn ha. Cái này về mình sang chậu á, mình nâng cái củ đế này lên giúp em. Rồi mã số 23, cao 1m5, tán ngang 80, hoành thân là 18. Một cây cam lửa ha. Mã số 23 em cũng xin giao lưu là 850.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 24. Mã số 24 là một cây ba màu lửa ha. Ủa, cây này hai màu, một màu tím lửa và một màu cam lửa. Những cái màu lửa này nè cô chú anh chị, nó mà khi bông gỗ á nhìn nó rất là đẹp. Những màu lửa này thì nó càng nở thì nó càng lên màu ha. Rất là đẹp luôn. Đây. Phơm tàn thì rất là kín luôn ha. Cam lửa và tím lửa và cam lửa. Củ đế nè, đế này à. Chén này dán hơi bay luôn ha, đế nè. Đế dán hơi bay luôn. Củ đế đặc ha, có cái lỗ nhỏ hồi nhỏ là nó vận chuyển xe á, nó hơi bị hẹp. Da nó đen liền lại nhau hết rồi. Củ đế rất là đặc luôn ha. Cao 1m1, tán ngang 1m, hoành 25. Mã số 24 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 25 là một cây hồng gân. Hồng gân ha. Mà hồng gân này đang lên bông nha cô chú anh chị. Phơm tàn lớn luôn. Cái màu hồng gân. Cái màu nó đang lên màu nè cô chú anh chị. Màu hồng gân rất là đẹp luôn ha. Phơm tàn thì rất là dày đặc luôn. Củ đế cũng rất là sạch luôn ha. Củ đế đặc, đế sạch luôn ha. Rồi mã số 25 này cao 1m3, tán ngang 1m2, hoành 24. Mã số 25 này em cũng xin giao lưu là 850.000. Hồng gân, cái này phơm tàn lớn cho cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 26 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha. Cây ngũ sắc này dán lùng lực ha. Thân cốt nhánh nó rất là dày đặc luôn. Rất là lớn chứ, thân cốt nhánh rất là lớn, phơm tàn thì rất là dày đặc. Đây. Cái này là đủ 5 màu ha. Màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu trắng phớt hồng. Đang lên nụ rất nhiều. Đây. Cây nè. Cây rất là năng ha. Thân cốt ở đây cũng rất là lớn ha. Đây. Cái thân của nó là 16 nha cô chú anh chị. Cây rất là năng cây nha. Củ đế nè, củ đế rất là sạch luôn ha. Đế nè, đế lớn nha cô chú anh chị, cộng đế cũng lớn luôn ha. Và mã số 26 này cao 1m2, tới ngang 1m1, hoành 24. Mã số 26 này em cũng xin giao lưu là 800.000.
Tiếp theo là số 27. Đây. 27 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha. Cây này nè, những cái tược này nè, về cô chú anh chị mình coi tàn lại cái nữa ha. Là mình chơi cây dáng rất là đẹp luôn. Nó chi, nó đưa ra nè, tàn này là như tàn dù vậy ha. Về mình kê cái nữa, cho nó ra bông được sao mình chơi. Thân này thân một cút sạch ha. Thân cây cũng rất là năng luôn. Thân cây ở đây thì là 12 ha. Cây rất là năng cây. Đế sạch luôn nha cô chú anh chị. Đế nè, đế sạch luôn ha. Đế chảy dài ra nè, rất là sạch. Và mã số 27 này cao 1m2 tới ngang 1m2, hoành là 22. Mã số 27 này em cũng xin giao lưu là 750.000. Giá này giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 28 là một cây hồng gân. Hồng gân này đang đã lên màu ha. Hồng gân á, nó lên màu rồi là nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đây. Phơm tàn là tròn ha, kính luôn. Củ đế thì đế sổ luôn ha. Đế sổ rất là sạch ha. Rồi, cây này có chiều cao 1m, tán ngang 65, quạnh thân 19. Mã số 28 này 450.000. 450.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 29 là một cây màu tím chuông ha. Phơm tàn rất là tròn luôn. Màu tím chuông ha. Phơm tàn rất là tròn mà dày đặc luôn. Tàn kính. Gốc thì gốc dí Mỹ luôn ha. Cái này là có hơi chạy da xíu, em than ha keo rồi ha cô chú anh chị, nó đang liền da lại với nhau rồi ha. Còn trên là nó già. Nó già quá, nó bông da. Cao 60, ngang 65, hoành 21. Mã số 29 này 400.000. Về những tất cả bài giấy bên em thì em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng ha. Trong clip này mong cô chú anh chị ủng hộ nhiệt tình ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.